Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam hiện đang bỏ tù 23 nhà báo, xếp thứ tư thế giới sau Trung Quốc. Việt Nam là một trong những nước bắt giam nhiều nhà báo nhất trên thế giới, xếp sau Trung Quốc, Myanmar và Ai Cập. Theo báo cáo đặc biệt công bố của tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế. Hôm 8 tháng 12, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy tự do báo chí và bảo vệ nhà báo, công bố nghiên cứu về tình hình tự do báo chí và đàn áp truyền thông trên toàn thế giới trong năm 2021. Chính quyền của Hà Nội bị liệt vào nhóm bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới với 23 ký giả hiện đang phải chịu các án tù khác nhau. Đây là hình ảnh hai nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam Phạm Đoan Trang và Trịnh Bá Phương dự kiến sẽ hầu tòa trong hai phiên xử riêng biệt từ ngày 14 đến 15 tháng 12 năm 2021 tới đây. Ba phóng viên và blogger của Đài Á Châu Tự Do bao gồm các ông Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Tường Thụy và Trương Duy Nhất cũng nằm trong danh sách này. Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả thì riêng trong năm nay, chính quyền Việt Nam đã khởi tố và bỏ tù 6 nhà báo, trong đó có các thành viên của nhóm Báo Sạch. Bà Huỳnh Thục Vy là trường hợp mới nhất phải lại nhà giam sau gần 3 năm hoãn thi hành án vì có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Bình luận về báo cáo mới nhất của tổ chức này về tình hình đàn áp báo chí ở Việt Nam, ông Trịnh Hữu Long, tổng biên tập của luật khoa tạp chí đã cho Đài Tiếng Nói IFA biết quan điểm của mình như sau. Tôi nghĩ rằng đây là một cái bản danh sách hay có thể nói là bản thành tích cực kỳ đáng xấu hổ, cực kỳ đáng lên án của chính quyền Việt Nam. Và một điều vô cùng đau lòng nữa là trong danh sách này có một người đồng nghiệp cực kỳ thân thiết với tôi là nhà báo Phạm Đoan Trang, người đã cùng tôi lập ra tờ luật khoa. Thế thì tôi nghĩ rằng nó cho thấy một vấn đề rất lớn của đất nước chúng ta là cái việc hình sự hóa hành vi ngôn luận, trong đó có hành vi ngôn luận của nhà báo. Ông Trịnh Hiếu Long cũng cho biết bản danh sách 23 nhà báo đang bị giam giữ chỉ nói lên một phần của chiến dịch đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam. Trên thực tế thì chính quyền còn áp dụng nhiều hình thức đàn áp khác. Trong đó, theo như ông Long là cái chết đáng ngờ của một vài nhà báo. Hình thức đàn áp tự do báo chí hiệu quả nhất ở quốc gia độc đảng, theo nhà báo từng có kinh nghiệm trong môi trường báo chí nhà nước là sự kiểm duyệt. Ông nói tiếp, cái việc đàn áp báo chí một cách có hệ thống, hiệu quả nhất, quy mô nhất, đó là tạo ra một môi trường tự kiểm duyệt trong toàn bộ hệ thống báo chí Việt Nam lẫn trong xã hội Việt Nam. Đây là hình ảnh 6 trong số những nhà hoạt động bị chính quyền bắt giữ trong thời gian gần đây từ trái qua: Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thúy Hạnh, Cấn Thị Thêu, Phạm Chí Dũng, Trịnh Bá Phương. Nỗi sợ hãi bị trừng phạt đã tạo ra hiệu ứng gây cóng trong toàn bộ xã hội và vô hình chung, những nhà báo là những người đáng ra phải cần có vai trò dẫn dắt xã hội thì cũng bị chi phối bởi cái hiệu ứng gây cóng này. Và đó là cái khiến cho hệ thống kiểm duyệt, hệ thống quản lý báo chí ở Việt Nam hiệu quả. Còn cái việc bắt bỏ tù những nhà báo này trên thực tế là công cụ để tạo ra một nỗi sợ hãi trong xã hội. Nghiên cứu của Ủy ban Bảo vệ Ký giả thống kê số nhà báo bị bắn chết hoặc hiện đang bị giam giữ trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là con số phóng viên và nhà báo bị bắt giam đạt kỷ lục trong năm 2021. Tổng cộng có 293 người hiện đang bị giam cầm ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đứng thứ nhất trong số các quốc gia đàn áp báo chí nặng nề nhất trên thế giới, theo tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả là Trung Quốc, với 50 nhà báo bị bỏ tù. Xếp sau là Myanmar, là nơi chính quyền quân sự đang giam giữ 26 ký giả. Tiếp đến là Ai Cập với 25 người và Việt Nam đứng thứ tư với 23 nhà báo đang ở trong tù. Nhà báo công dân Lê Trọng Hùng không có tên trong danh sách này, mặc dù ông sẽ ra tòa trong tháng 12 này cùng với một phiên tòa xét xử khác của bà Phạm Đoan Trang, cả hai đều bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nhà cầm quyền Việt Nam luôn tạo ra những lý do để bắt giữ các nhà báo. Và lý do thật sự nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách bị bắt là gì? Đây là hình ảnh nhà báo Mai Phan Lợi trái và luật gia Đặng Đình Bách. Trên báo Tiếng Dân có bài phân tích của tác giả Hiếu Ba Linh như sau. Hôm qua vào ngày 6 tháng 12, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Mai Phan Lợi sinh năm 1971 về tội trốn thuế. Hai nhà hoạt động và xã hội dân sự Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đã bị bắt giam cách đây hơn 5 tháng.
Công an Hà Nội công bố vụ bắt giam này hôm 2 tháng 7 với cáo buộc trốn thuế. Một câu hỏi đặt ra là có phải trốn thuế là lý do thật sự để bắt giam hai nhà hoạt động xã hội dân sự này hay không? Vào ngày 14 tháng 7, nhóm tư vấn của châu Âu được thành lập trong khuôn khổ của Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA đã gửi một lá thư đến ông Vadis Domlinsky, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại, và ông Denis Dubenet, Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thương mại. Nội dung lá đơn trình bày này về trường hợp hai nhà hoạt động xã hội dân sự Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đã bị công an bắt giam sau khi nộp đơn xin làm thành viên nhóm tư vấn của Việt Nam, được thành lập theo chương trình 13 Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Lá thư cũng cho biết cả hai ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đều là thành viên trong ban điều hành mạng lưới VNGO EVFTA, bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2020, nhằm phổ biến và thông tin về Hiệp định EVFTA, sự cấu hành xã hội dân sự ở Việt Nam, và 7 tổ chức này đã nộp đơn xin tham gia nhóm tư vấn của Việt Nam, viết tắt là VNDAK, nhưng không nhận được sự trả lời. Nay thì hai thành viên đã bị bắt giam. Đây là hình ảnh lá thư của nhóm tư vấn của châu Âu, trang 2 và trang 3. Lá thư do bà chủ tịch nhóm tư vấn của châu Âu ký tên cũng nêu ra những hoạt động của hai thành viên này. Ông Mai Phan Lợi, 50 tuổi, chuyên gia báo chí và truyền thông xã hội, trước khi sáng lập Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, viết tắt là MEC, ông đã điều hành Góc nhìn báo chí và công dân. Nhóm công khai có hơn 120.000 thành viên và nhóm Diễn đàn Nhà báo trẻ có 33.000 thành viên, đa số là nhà báo và sinh viên báo chí. Ông từng giữ chức trưởng phòng đại diện báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Vào năm 2016, ông bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ báo chí vì xúc phạm nghiêm trọng danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua vụ thăm dò lý do máy bay KC-212 của Hải quân Việt Nam mất tích, đăng tải trên trang Facebook và diễn đàn Nhà báo trẻ gây tranh cãi. Ông Lợi cũng nằm trong số các nhà hoạt động xã hội dân sự được mời gặp Tổng thống Hoa Kỳ Obama trong chuyến công du Việt Nam của ông Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Mai Phan Lợi cũng có bút danh bút lông, thực tế đã bị bắt giam không nguyên cớ từ hôm 24 tháng 6 và chỉ được công an xác nhận vào hôm 2 tháng 7 vừa qua. Luật gia Đặng Đình Bách, 43 tuổi, là người bảo vệ sinh thái, ít được biết trong giới bất đồng chính kiến, vì ông tập trung sinh hoạt trong lĩnh vực giáo dục nhằm giúp đỡ cộng đồng, hiểu biết và bảo vệ các quyền của mình. Đây là hình ảnh nhà hoạt động nữ quyền Huỳnh Thục Vy mới đây bị chính quyền tỉnh Đắk Lắk buộc thi hành án tù giam khi con nhỏ chưa đủ 36 tháng tuổi. Mục tiêu của trang web Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững của ông Đặng Đình Bách là trở thành nơi lưu trữ thông tin về các vụ việc mà quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm phạm do các hoạt động phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hai ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách đã bị bắt nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn dân sự trong nước. Thông tin từ Đài Á Châu Tự Do cho biết, và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 cũng ra thông cáo báo chí nhận định rằng việc bắt giữ hai nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách của chính phủ Việt Nam là biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn trong nước DAG. Nhóm này bao gồm các xã hội dân sự độc lập theo quy định của Hiệp ước Mậu dịch Tự do Liên minh giữa châu Âu và Việt Nam EVFTA. Cũng theo quốc tế, tội trốn thuế từng được cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng để bắt giam một số nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam công khai chỉ trích chính phủ trong những năm qua, như trường hợp luật sư Lê Quốc Quân, blog Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, nhà báo Trương Duy Nhật. Tuy vậy, cũng theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Hà Nội nhắm vào hai người từng hoạt động công khai với những dự án bền vững, có đăng ký với nhà nước và được cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cơ hội nào cho Việt Nam chuyển đổi sang thể chế dân chủ. Quá trình chuyển đổi sang thể chế dân chủ ở Việt Nam sẽ là tất yếu. Ngay chính những người cộng sản cũng hiểu điều này và họ chỉ cố kéo dài thời hạn để vơ vét tài sản một khi đặc quyền đặc lợi còn nằm trong tay họ, mặc cho người dân đói khổ. Sự chuyển hóa này sẽ áp lực lớn từ dưới lên trên như kiểu nước sẽ lật thuyền, hay từ trên xuống dưới bởi sự xung đột và thanh trừng phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
hay thể chế dân chủ cho đến khi sự mâu thuẫn của hai thế lực đối lập Trung Quốc và Mỹ sẽ ngả về một bên. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã đưa ra nhận định của mình về tiến trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam trong bài viết trên Đài Á Châu Tự Do, được chia sẻ như sau. Vào ngày 10 tháng 12 tới đây sẽ có 110 nước tham gia hội nghị thượng đỉnh về dân chủ do Mỹ tổ chức. Một số quốc gia, trong đó có nước chế độ cộng sản như Việt Nam, Trung Quốc đã không được mời. Đây là hình ảnh vào ngày 9 và 10 tháng 12 sắp tới, Tổng thống Hoa Kỳ Biden sẽ tổ chức tại Hoa Kỳ hội nghị đầu tiên trong hai hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ. Hội nghị thượng đỉnh sẽ thu hút các cam kết đổi mới và sáng tạo, táo bạo xoay quanh ba chủ đề chính như sau. Bảo vệ chống lại chủ nghĩa độc tài, giải quyết và chống tham nhũng, đề cao sự tôn trọng nhân quyền. Liệu đó có là một sự thể hiện chống lại chủ nghĩa độc tài, đặc biệt là ở Trung Quốc, và liệu có cơ hội hy vọng vào một sự chuyển đổi dân chủ ở các thể chế hay không? Mô hình dân chủ phương Tây có quá trình phát triển hàng trăm năm cùng với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, trong đó động lực là thị trường. Trong chế độ đó, quyền tự do cá nhân của người dân được đảm bảo và đặc biệt là quyền được tiếp tục bầu ra và giám hộ, giám bộ máy nhà nước. Quyền lực nhà nước bị phân chia thành ba nhóm quyền lực độc lập có tính chất đối trọng và giám sát lẫn nhau, được gọi là mô hình tam quyền phân lập. Cơ chế công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình được thiết lập. Đặc điểm của mô hình này là sự bất ổn thể chế vẫn diễn ra nhưng không thể quay lại với chế độ độc tài hay toàn trị. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, quá trình dân chủ xã hội có thăng trầm nhưng luôn có sự phát triển. Chuyển đổi dân chủ là sự thay đổi chế độ từ độc tài, độc đoán sang toàn trị sang mô hình dân chủ kiểu phương Tây. Đã có rất nhiều quan điểm tranh luận với nhau về chủ đề chuyển đổi dân chủ trong các chế độ chính trị khác nhau. Phương Tây đã thắng trong cuộc chiến tranh lạnh, không còn cạnh tranh ý thức hệ chủ nghĩa đơn cực trong bối cảnh toàn cầu hóa là một trong những nguyên nhân suy thoái dân chủ và quyền tự do bị suy yếu trên toàn thế giới, kể cả Mỹ, đặc biệt trong nhiệm kỳ ông Donald Trump làm Tổng thống. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mô hình Xô Viết đã tồn tại như sự thử nghiệm và sụp đổ, và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã và đang chuyển đổi dân chủ. Trong các nước kinh tế mới nổi đã từng diễn ra quá trình chuyển đổi dân chủ. Ở một số nước Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, mặc dù có những biến cố đẫm máu, đòi dân chủ như ở Hàn Quốc đã chuyển đổi sang dân chủ thành công từ những năm 1970 và vươn lên để trở thành những con rồng kinh tế. Những khát vọng thoát nghèo, nàn và lạc hậu được đáp ứng bởi những chính sách cải cách chính trị phù hợp với hội nhập với thị trường khu vực và thế giới, nhờ làn sóng đầu tư nước ngoài đã tăng tốc trong quá trình toàn cầu hóa. Từ năm 1989, Francis Fukuyama đã nhận định rằng nền dân chủ tự do của phương Tây có thể là giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa văn hóa xã hội của nhân loại. Tuy nhiên, điều này chưa xảy ra vì xuất hiện phiên bản biến thể Đảng Cộng sản toàn trị kiểu như Trung Quốc, Việt Nam, v.v. hiện nay. Giới lãnh đạo của biến thể này coi sự sụp đổ của Liên Xô là bài học, Mikhail Gorbachev là tội đồ khi coi công khai là mục đích cải tổ. Phiên bản Trung Quốc của Việt Nam tồn tại chính sách thực dụng, họ vẫn mở cửa hội nhập kinh tế và thị trường để cải cách, để thích nghi, và trong suốt hơn 1/3 thế kỷ được coi là thành công về kinh tế, nhưng chuyển đổi dân chủ theo mô hình của phương Tây đã không thể diễn ra. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ phiếu tại đại hội lần thứ 73. Tính chính danh của Đảng độc quyền được duy trì bởi tăng trưởng kinh tế. Mô hình Trung Quốc từng có ảnh hưởng đáng kể đến các nước đang phát triển. Khác với mô hình dân chủ phương Tây, đặc trưng của mô hình Trung Quốc luôn phải theo đuổi quyền lực để duy trì chế độ. Thanh trừng phe phái luôn xảy ra và tự do cá nhân bị cấm đoán. Thời kỳ đầu mở cửa và cải cách chuyển đổi kinh tế, quyền tự do sản xuất kinh doanh được mở rộng và người ta từng hy vọng với sự chuyển đổi dân chủ sẽ diễn ra mạnh mẽ. Nguyên tắc kinh tế quyết định dân chủ đã không ứng nghiệm ngay, nhưng quá trình chuyển đổi dân chủ vẫn luôn âm ỉ. Nó bùng phát khi tư tưởng thực dụng mèo đen mèo trắng đang dần kết thúc khi cải cách thể chế kinh tế đến giới hạn. Từ năm 2012, ông Tập Cận Bình tập trung quyền lãnh đạo độc đoán, tăng trưởng thanh trừng phe phái, trà đạp nhân quyền, dân chủ trong nước, kiểm soát tư bản dân tộc, thực thi chính sách thịnh vượng chung và giảm tốc tăng trưởng là hiệu quả.
Trên trường quốc tế thì Trung Quốc trỗi dậy hùng hằng, ngoại giao chiến lang, bành trướng biên giới hải đảo với Việt Nam, Đài Loan và Hồng Kông. Đây là hình ảnh tàu khu trục tên lửa Quảng Châu phóng tên lửa phòng không trong cuộc diễn tập quân sự tại ở khu vực đảo Hải Nam và đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Trật tự thế giới mới tạm dừng bước trước hình thành, dường như chiến tranh lạnh 2.0 cũng đang bắt đầu quay lại, cạnh tranh kinh tế và ý thức hệ ngày càng căng thẳng. Chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam cũng gắn liền với chuyển đổi kinh tế kiểu Trung Quốc, nhưng diễn ra sau và có những khác biệt bởi các đặc thù xuất phát điểm kinh tế thấp, bởi lịch sử chiến tranh và địa chính trị. Yếu tố Trung Quốc từng có vai trò quan trọng nhưng đã suy yếu bởi chính sách thực dụng trong đa phương hóa quan hệ quốc tế vì mục đích kinh tế được Việt Nam tích cực thúc đẩy. Ưu tiên hàng đầu của giới lãnh đạo là nó tự bảo vệ bản thân và duy trì chế độ của mình. Mặc dù tính trung lập dường như lớn hơn, song tình thế đu dây của Việt Nam là không tránh khỏi bởi tương đồng ý thức hệ và tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Giống như Trung Quốc, tính chính danh của Đảng Cộng sản và chế độ đang được đảm bảo bằng tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy, bất cứ sai lầm chính sách kinh tế lớn nào thường dẫn đến bất ổn về thể chế. Chính sách tăng trưởng nóng vội dựa vào doanh nghiệp nhà nước đang gây những tác hại nặng nề đến nay vẫn phải trả giá đắt. Bài học kinh nghiệm lớn nhất có lẽ là tiếp tục phát triển kinh tế thị trường và sự níu kéo ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều chỉ làm chậm đi quá trình cải cách, trong đó có chuyển đổi dân chủ diễn ra. Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi dân chủ từ dưới đã bị ngăn chặn, không thể diễn ra, nhưng bất ổn về thể chế vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Đây là hình ảnh người dân biểu tình chống luật đặc khu ở Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 10 tháng 6 năm 2018. Qua 3 kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, 12 và 13, cuộc chiến chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống vẫn diễn ra phức tạp, với những biểu hiện tinh vi có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Chuyển đổi dân chủ chỉ có thể xảy ra từ bên trên, giới lãnh đạo đã thừa nhận nguy cơ và đang nỗ lực ngăn chặn với tốn phí cao, trong đó tập trung vào công tác nhân sự là ưu tiên. Trước mắt là giai đoạn chuẩn bị cho sự chuyển giao quyền lực của ban lãnh đạo Chóp Bu, đặc biệt là vai trò của tứ trụ Bộ Chính trị và đặc biệt là cương vị ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản với quyền lực tuyệt đối trong chế độ này. Việt Nam trong phát triển không thể quay lưng với thị trường để trở nên hùng cường và không thể trông chờ vào tiến bộ công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số để toàn trị xã hội và cá nhân. Bởi vậy, quá trình chuyển đổi dân chủ dù nhanh hay chậm nhưng là tất yếu. Tuy nhiên, với những đặc thù chủ yếu như phân tích ở trên, cơ hội chuyển đổi dân chủ đối với Việt Nam tùy thuộc vào bối cảnh trật tự thế giới mới, trong đó có cuộc đối đầu kinh tế và ý thức hệ Mỹ-Trung Quốc.